bảy bạn. Dạ, rồi mời. Dạ, mời đứng lên luôn để cho mọi người đều thấy mặt. Dạ. Dạ. Và thứ hai là Đức Chúa Trời. Dạ. Thứ ba con người của Sa-tan. Dạ. Thứ tư là Chúa Giê-xu. Đúng rồi. Thứ năm trật tự giá. Dạ. Thứ sáu là huyết của Chúa. Dạ. Thứ bảy là sự tin. Dạ. Thứ tám là ăn năn. Thứ chín là đức tin. Dạ. Thứ mười là ân điển. Mười một là báp têm bằng nước. Dạ. Mười hai là đức thánh linh. Dạ. Mười ba là sự tái sinh. Mười bốn là sự tương công. Dạ. Mười lăm là sự dẫn được. Dạ. Mười sáu là sống trong vương quốc. Wow. Mười bảy. Chúa Giê-xu ngày nói trong bối cảnh Luca đoạn 16 từ câu 19 đến câu 21 đó là hãy
hãy sai Abraham lấy giọt nước nhỏ xuống, có nghĩa là họ thấy nhau. Quý vị hiểu biết không? Nơi dưới nên nhỏ nước có thể nhận được. Đây là câu chuyện của Chúa Giêsu nha, chứ không phải là chúng ta nghĩ rằng đó là ví dụ đâu. Đây là Chúa Giêsu bày tỏ những gì của thiên đàng đấy, chúng ta hiểu không? Vì Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời. Nên đây là một trong những điều mà Đức Chúa Trời, Chúa Giêsu bày tỏ những gì qua thiên đàng, chúng ta hiểu không? Chúng ta hiểu không? Chứ không phải là đây là câu chuyện ví dụ thôi nha. Nào, ok. Thì như vậy chúng ta thấy rằng ở trong cái bối cảnh mà Chúa Giêsu trong thời kỳ cựu ước, và ngay cả trong bối cảnh mà Chúa Giêsu đang thi hành chức vụ, thì Paradis và thiên đàng Paradis dường như nó nằm ở trên. Paradis ở trên và cái âm phủ á, âm phủ Seos á là nằm bên dưới. Chúng ta hiểu cái bối cảnh đó chưa? Hình dung được chưa? Hình dung nhớ cái câu chuyện đó chưa? Có cần đọc không? Câu chuyện là biết ra mà phải không? Phải cái này ngoài ở ngoài bài học của mình chút. Chúng ta nhớ mà, cái câu chuyện của Lazarus và người giàu đó nhớ chưa? À, chúng ta ghi cái này xuống đây, Luca 16, 19, 21 đem về đọc. Okay. Tại vì buổi sáng nay thì mình xây chỗ này thì sẽ trễ. Cái này nó ngoài bài học một chút. Rồi khi mà Chúa Giêsu chịu chết thì thập tự giá, đúng không? Trong cái giai đoạn Chúa Giêsu bị đóng lên thập tự giá, thì chúng ta biết rằng Chúa Giêsu ngày đến với Paradis để công bố về sự đắc thắng của chính mình ngài. Ở chúng ta nhìn cái điều đó rất là nhiều câu thánh hỗ trợ, rất là nhiều câu thánh hỗ trợ. Ở trong Führer, đặc biệt là trong Führer thường thường người ta hơi thắc mắc lắm. Führer nhất đoạn 3 đó, từ câu 18 đến câu 20, cùng một linh hồn đó mà Chúa Giêsu đi giảng những linh hồn ở trong cầu ngục đó. Rất là nhiều người nó không biết câu thánh này có ý gì, tại sao mà cái linh hồn của Chúa Giêsu khi mà ngài chịu chết thì lại đi như vậy. Thì chúng ta phải hiểu rằng trong bối cảnh đó, vì cớ sự công bình của Chúa Giêsu, ngài công bố tại những người này họ chưa nhận biết được phúc âm của Chúa Giêsu, chúng ta hiểu mà. Những người này họ ở tạm Paradis trong thời kỳ cựu ước, giống như tạm trú, mình nói từ ngữ của Việt Nam mình cho nó dễ hiểu đi, giống như chỗ tạm trú, chúng ta hiểu mà. Và đây là chỗ tạm trú. Và bây giờ đó thì bây giờ chỗ này á là chỗ tạm, và những người trước Chúa Giêsu họ chưa biết gì về phúc âm của Chúa, mặc dù Chúa Giêsu dùng rất nhiều cái hình ảnh mô tả về ngài, về sự hy sinh của Chúa trong thời kỳ cựu ước. Đó là lý do mà tại sao Kinh Thánh ghi rằng ngài đã chịu chết từ trước sáng thế là như vậy. Cái hình ảnh đó nó bày tỏ rất là nhiều, như là giết con sinh, rồi lấy cái áo mặc cho Adam, rồi trong cái của lễ của Abel và Cain thì Chúa nhận lời những người Abel là những người mà dâng cái con sinh, vân vân, tất cả những cái hình bóng đó là chỉ về Chúa Giêsu đó mà chúng ta lưu ý. Nhưng mà nhiều khi người ta không hiểu điều đó, đó là lý do mà Chúa Giêsu chính thức nhiều khi không hiểu, người ta bị hư bất thì nó kỳ quá, hoặc là có cái gì đó nó thổ thức đó mà. Thì Chúa Giêsu công bố rõ ràng phúc âm của Chúa khi mà Chúa Giêsu tại thập tự giá. Nên đó là lý do mà tại sao trong Colossae đoạn 2 câu 14-15 Kinh Thánh ghi rằng nơi thập tự giá, tại thập tự giá mà ngài hủy phá, đúng không ạ? Chứ không chờ cái việc mà ngài phục sinh. Ngay từ thập tự giá là Chúa Giêsu đã thắng rồi, chúng ta hiểu không ạ? Thập tự giá ngài hủy phá tờ kế lập của chúng ta, xóa bỏ tờ kế đó và dùng thập tự giá mà chiến thắng chúng nó và nộp tỏ tường như thế này. Ở trong Hebrew đoạn 2 câu 14-15 Kinh Thánh ghi rằng vì con cái có phần về huyết và thịt nên Đức Chúa Giêsu cũng có phần trong đó, hầu bởi sự chết ngài mới hành, hầu bởi sự chết của ngài thập tự giá đó. Nghĩa là ở đây chưa có qua cái giai đoạn mà sự phục sinh nha, chúng ta hiểu ý không ạ? Để tôi nhấn mạnh lời Chúa, từng lời từng chữ nó quan trọng lắm, nó là thần học á chứ phải đơn giản. Hầu qua sự chết ngài mà ngài phá diệt kẻ cầm quyền sự chết, là phá hủy, là hủy phá những người sợ sự chết mà bị cầm trong vòng tôi mọi trọn lời. Những người cầm trong vòng tôi mọi lời đó là những người ở trong Paradis và âm phủ Seos. Chúa Giêsu công bố phúc âm và nói với họ về cái giá mà họ phải chịu, cái hậu quả mà họ phải chịu. Chúng ta lưu ý, hiểu tới đây chưa? Ok ha. Và sau khi Chúa Giêsu Christ phục sinh thăng thiên về trời thì Paradis được dời và làm một với thiên đàng. Chúng ta hiểu không ạ? Sau khi Chúa Giêsu phục sinh về trời, Paradis chính là thiên đàng. Chúng ta nhìn thấy có một số câu thánh hỗ trợ như câu tôi nhì đoạn 5 câu 8, Philip đoạn 1 câu 3, Tê-sô-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 4 câu 14, Khải Huyền đoạn 1 câu 18. Đó là những câu thánh hỗ trợ. Chúng ta hiểu ý tôi trình bày chưa? Đó mà tôi xin nói lại một lần nữa nha, tôi nói lại một lần nữa. Để khi mà mình biết, mình giải thích cho quý vị khác. Ở trong thời kỳ cựu ước, Paradis, trong thời kỳ cựu ước,
thì paradis nó có hai nơi chốn, đó là paradis và Seot. Seot của âm phủ đó, ở trong tân ước thì âm phủ nó là Hades, mà trong cái cụ ước nó là Seot. Hades của tân ước và Seot nó cùng một nghĩa nhưng mà hai cái từ khác nhau. Thì cái âm phủ đó thì paradis nó ở trên và cái Seot nó nằm ở dưới. Và đó là lý do mà Chúa Giêsu ngài mô tả trong Luca đoạn 16 câu 19 đến câu 21 về việc mà Abraham nói rằng: ô xin hãy cho ông tổ tôi là Abraham nhỏ cái nước để tôi đã khác đó, để cái người giàu họ xin điều đó. Thì cái đó là cái mô tả của Chúa Giêsu nhé. Và như vậy chúng ta nhìn thấy rằng đây là một trong những cái yếu tố. Và sau đó thì khi mà Chúa Giêsu chịu chết tại thập tự giá, thập tự giá ngài đã thắng quyền của sự tối tăm. Tại thập tự giá đó Chúa Giêsu như ở trong Phi-e-rơ viết đoạn 3 câu 18 20 đó, ngài công bố phúc âm của Chúa trong Ma-ra-đi, trong Sê-ốt để công bố sự sống lại của chính mình ngài. Và đó là lý do mà trong ngày cuối rốt Kinh Thánh ghi rằng mọi miệng đều ngậm lại, tại vì ngài làm ngài tính toán hết trơn rồi, không có ông nào sót hết trơn á. Chứ không phải ông cụ ước kiểu: ô tôi đâu biết Chúa đâu, giá như Chúa đến trong thời kỳ tụi tôi cũng tin Chúa vậy. Nên thành ra là ở trong thời kỳ cuối rốt, Kinh Thánh trong bản quyền ghi rất rõ là mọi miệng đều ngậm lại. Chúa là đấng công bình và ngài làm việc rất là chuẩn xác, không có sót chỗ nào hết, không có một khẽ hở nào hết đó. Và Chúa Giêsu ngay tại thập tự giá Chúa Giêsu công bố điều đó đó. Và sau khi Chúa Giêsu Christ ngài sống lại và thăng thiên về trời thì paradis được dời về thiên đàng nha. Nên khi mà bây giờ thì nếu mà bây giờ trong thời kỳ bây giờ chúng ta nói paradis và thiên đàng thì là đúng đó, chúng ta hiểu mà. Còn nếu mà cái người nói paradis và thiên đàng hai nơi khác nhau thì họ hiểu theo cái cách mà nó là của cựu ước, nó không sai nhưng mà nó không có đúng cái thời điểm đó là trong thời kỳ cựu ước. Nhưng mà hiện giờ thì nó là gì? Đó là một, paradis và thiên đàng là một. Chúng ta hiểu ý chưa? Hiểu ý chưa? Nên đó là lý do là tại sao ở trong Thánh 11 câu 18 kẻ nào thắng sẽ được ở với ta trong paradis. Nó là thiên đàng. Kẻ nào thắng sẽ được ở với ta trong paradis. Ok. Và đó là cái ý nghĩa. Chúng ta hiểu hết rồi phải không ạ? Cảm ơn Chúa. Chúng ta qua cái bài của chúng ta bằng việc sơ sơ. Thiên đàng là gì? Ở đây chúng ta biết rằng thiên đàng là nơi ngự của Đức Chúa Trời. Và mà như chúng ta biết đó, thiên đàng là nơi ngự của Đức Chúa Trời. Ở trong chương đoạn đầu 5 câu 2 câu 7 cái thánh kia là Đức Chúa Trời ở trên trời, còn ngươi ở dưới đất, nên hãy kính sợ Đức Giê-hô-va. Chúng ta nhìn biết rằng thiên đàng là nơi ngự của Đức Chúa Trời. Ngài ở tại đây và có một sự ngự trị của Ngài ở chúng ta. Ở trong Gióp đoạn 22 câu 12, Gióp đoạn 22 câu 12, Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời há chẳng phải ở cao trên các tầng trời sao? Hãy xem các chót của ngôi sao cao biết bao nhiêu. Đức Chúa Trời há chẳng ở nơi cao các tầng trời sao? Đó là cái nơi mà Đức Chúa Trời ngự, đó là nơi mà của Đức Chúa Trời ngự. Ở trong Phục Truyền đoạn 26 câu 15 Kinh Thánh ghi rằng: cầu Chúa từ nơi cư xử thánh của Ngài trên trời cao rọi xem và ban phước cho con. Đúng không ạ? Như vậy là cái nơi ở, nó là nơi ở hay là nơi ngự của Đức Chúa Trời trên mọi chúng ta. Thiên đàng cũng là ngai của Đức Chúa Trời. Thiên đàng là cái nơi ngự của Đức Chúa Trời và thiên đàng cũng là ngai của Đức Chúa Trời. Đức Giê-hô-va đã lập ngôi Ngài trên các tầng trời. Nước Ngài cai trị trên muôn vật. Thi Thiên 103 câu số 19. Như vậy từ đây chúng ta nhìn thấy rằng thiên đàng không những là nơi ngự của Đức Chúa Trời và là ngai, mà là ngai của Đức Chúa Trời. Ở trong Ê-sai đoạn 66 câu 1 Kinh Thánh ghi rằng Đức Chúa Trời như vậy: trời là ngai ta, đất là bệ trên của ta, ngươi lấy nơi nào để có thể để ta ngự trị tại đó? Đây là cái nơi mà Chúa ngự trị thâm viếng ở trên mọi chúng ta. Và đó là lý do mà nhiều người khi mà cầu nguyện á, họ cái từ ngữ họ từ cầu nguyện là đấng chí cao và chí cận. Từ ngữ đó nó hơi có Hán Việt một chút. Chí cao có nghĩa là Ngài ở trên các tầng trời, chí
cận, có nghĩa là ở trong lòng chúng ta, Emmanuel, Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta đó. Khi mà cầu nguyện như vậy thì nó mang tính cách thành thật đó. Mà nếu mà nghe ai mà cầu nguyện như vậy thì cầu nguyện nó rất chuẩn với tình thành thật đó. Rồi thiên đàng là gì? Thiên đàng là nơi vinh hiển trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Thiên đàng là nơi vinh hiển trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Chúng ta nhìn thấy lời của Chúa được chép ở Daniel đoạn 7 câu 9 câu 10. Daniel đoạn 7 câu 9 câu 10. Ta nhìn xem cho đến chừng các ngôi đã đặt và có đấng thượng cổ ngồi ở trên, áo ngài trắng như tuyết và tóc trên đầu ngài như lông chiên sạch. Ngôi ngài là những ngọn lửa và các bánh xe lửa từ trước mặt ngài như một dòng sông lửa tràn ra. Ta nhìn xem cho đến chừng thấy ngôi đã đặt và có đấng thượng cổ ngồi ở trên. Ở đó có cái ngôi vinh hiển của Chúa ở trên mọi chúng ta. Rồi chúng ta nhìn thấy được rằng thiên đàng đó là gì? Thiên đàng là nhà của những người công bình. Thiên đàng là nhà của những người công bình. Những người tin Chúa, những người đã chết, những người đã qua đời, những người đã về với Chúa. Đó là những cái từ ngữ khác nhau mà chúng ta dùng, phải không? Những người đó sẽ được vào trong một cái nơi nghỉ ở trong nước của Chúa. Ở trong câu thứ nhì đoạn 5 câu 1 cái thánh kinh đoạn vả, chúng ta biết rằng nếu nhà tạm chúng ta đổ nát thì chúng ta lại có nhà đời đời tại trên trời bởi Đức Chúa Trời, không phải bởi tay người ta làm đó. Hôm qua tôi nghe nói Berlin thôi rồi. Nhà con nó nát lắm. Cho dù cái nhà nó nát giống như Berlin hoặc là nhà chúng ta là nhà cấp 2, cấp 3, cấp 4, cấp 5 gì đấy nữa thì nó cũng là nhà tạm thôi. Nó cũng là tạm thôi. Chúng ta không phải ở đời ở đó đâu. Khi mà tạm thì là như thế nào? Tạm là gì? Thông thường người ta không đầu tư vào cái chỗ tạm. Amen đó ạ. Người ta không đầu tư nhiều lắm trong cái chỗ tạm. Ví dụ như là tôi từ Sài Gòn học viện Chúa ở đây, mặc dù tôi đợt này tôi đi vòng vòng chắc hơn nửa tháng nhưng mà tôi đâu thể nào đem cả cái tủ lạnh của nhà tôi đem bên đây. Cái lạnh nó tôi chưa vô tôi đứt tôi có, phải không? Tôi để hết ở nhà, tôi đâu thể nào đem cả một cái bàn làm việc sách vở tôi đem đi hết. Tôi chỉ đem những cái gì cần thiết trong khoảng thời gian ngắn ngủi này thôi. Tạm thôi mà. Rồi tôi cũng ở đây tạm, rồi đi qua bên Sơn La, đi mỗi chỗ tạm thôi. Nên hành lý rất là gọn và nhẹ. Amen không ạ? Nên hỡi quý vị thì tới trai và gái của Chúa, nếu quý vị đầu tư quá nhiều thì đó phải là tạm đó. Chúng ta không ở đời đâu. Nhưng mà cảm ơn Chúa, có một tin tức tốt lành cho buổi sáng hôm nay. Đó là Chúa nói với chúng ta rằng tất cả những gì trên đất này chỉ là tạm, và chúng ta sẽ có một nhà đời đời tại trên trời. Wow. Một cái nhà đời đời được dành ban cho chúng ta, những kẻ bước đi trong danh của Chúa, nên những người thân của chúng ta về với Chúa. Vừa rồi nghe nói một sư nhân cũng mới về với Chúa ở Vinh đó mà. Những người anh em, những người hầu về Chúa, về với Chúa thì họ đã có một cái nơi rồi, nên chúng ta yên tâm. Đẹp lắm, em đi lần đầu. Amen, có ạ. Cái chỗ này đẹp đến nỗi mà Kinh Thánh kia là không bởi tay người ta làm. Cái nhà nó đẹp, mà đẹp đến nỗi mà không phải bởi tay người ta làm. Ai làm? Ai làm? Ồ, tất cả mọi thiên sứ của Chúa xây dựng chúng ta những căn nhà. Đúng không ạ? Thợ đó là thợ cấp, không biết cấp bao nhiêu nữa. Phải không? Ồ, Ngài làm những căn nhà tuyệt vời chúng ta. Và Chúa Giêsu Ngài nói, tôi tin trong Giăng đoạn 14, ta đây, ta sắm sẵn ngươi một chỗ. Ngài chuẩn bị một chỗ rồi. Amen không? Amen không? Ồ, đó là điều diệu kỳ ở trong ân lành của Chúa chúng ta. Tất cả những gì chúng ta thấy chỉ là tạm thôi. Và chúng ta sẽ nhìn thấy sự vinh hiển của chính mình Ngài đang khi chúng ta bước đi cho ân điển của Chúa. Thiên đàng cũng là nơi tương lai của các tín đồ. Nó không những là nơi của những người đã về với Chúa rồi, nhưng mà cũng là nơi tương lai của thảy bọn chúng ta. Ở trong Khải Huyền đoạn 7 câu số 9, và chúng ta mở trong Khải Huyền đoạn 7 câu 9 câu 10, chúng ta chung với nhau câu thánh này vì nó có liên quan đến quý vị. Khải Huyền đoạn 7 câu 9 và câu 10
có thể chúng ta đọc Kinh Thánh hoặc là nhìn ở trên đây cũng được. Rồi xin mời khởi sự. Sự ấy rồi, tôi nhìn xa thấy vô số người, không ai đến được. Bởi mọi nước, mọi sinh thái, mọi dân tộc, mọi tiếng mà ra. Chúng đứng trước ngôi và trước Chúa Con, mặc áo cà chanh, bên cầu nhìn trời. Các thiên lớn nhờ sự cứu rỗi vô cùng của trời. Chúng đứng trên ngôi và thuộc về Chúa Con. Amen. Vô số người, mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi quốc gia. Ồ, cảm ơn Chúa. Còn nhóm chúng ta có bao nhiêu dân tộc? Hai. Hai không? Tôi thì là đa dân tộc. Tôi đi tới đâu người ta nói tôi là dân tộc đó. Ai cũng dành tôi, người sĩ tiên họ dành. Ồ, mục sư là người sĩ tiên đó. Đó. Amen. Rồi lên cờ họ nói là mục sư phải là người cờ. Ở đây chúng ta có hai dân tộc đó. Đàn giáo chúng ta hiện giờ đang truyền giáo và đang chăm sóc cho 23 dân tộc khác nhau và tại Việt Nam. Và chúng ta nhìn thấy được rằng có rất là nhiều dân tộc ở tại đó. Rất là nhiều dân tộc. Nhiều thứ tiếng, mọi dân tộc đều ngợi khen Chúa chung một ngôn ngữ. Hallelujah! Trong sự lời khen ngài. Amen đó. Amen đó. Hãy nói với người cạnh rằng, ô bạn ơi, tôi và bạn khác nhau dân tộc nhưng mà sẽ cùng chung một nhà tại thiên đàng.
À, sự tha vườn của Chúa ở trên hết thảy chúng ta, lời Chúa rằng. Cười, chàng cười. Thu hoạch nhiều hơn kinh doanh.
mình làm cái gì mà mình đang khi tính toán mình gieo ít nhưng mà mình gặt nhiều thì đó là kinh doanh thôi, đúng không ạ? Nông dân cũng như nhà kinh doanh, mà kinh doanh trên cái mảnh đất của mình, kinh doanh trên cây cải chứ đâu phải là kinh doanh là chỉ là ngồi buôn bán thôi, phải không nào? Chứ nếu mà trường hợp quý vị bỏ hạt lúa xuống 5 hộp, phải không ạ? Và thu hoạch 5 hộp có bỏ không? Không ai bỏ chứ, không ai gieo chứ. Nhưng quý vị biết chắc là nó ra lợi quý vị mới làm, đúng không ạ? Đúng không? Đó là những nhà kinh doanh. Ồ quý vị ơi, ở những nhà kinh doanh là những con người rất khôn ngoan, hãy lắng nghe lời của Chúa Trời. Tại vì chúng ta hầu Chúa, tin cậy Chúa, đó là những nhà kinh doanh khôn ngoan nhất thế giới. Amen không? Amen. Tại vì chúng ta đầu tư cuộc đời chúng ta không bao nhiêu lắm ở tại đất này so với cõi đời đời mà chúng ta sẽ nhận lại. Amen không? Amen, amen không? Amen. Hãy nói với người rằng ô bạn là người khôn ngoan nhất trên thế giới này. Sự hoạn nạn nhẹ và tạm sao nên chúng ta sự vui mừng, phải không ạ? Vì chúng ta, phải không ạ, sẽ đến một cái nơi đời đời để kinh nghiệm sự hạnh phúc đời đời của Chúa trên mọi chúng ta. Tất cả những gì mà chúng ta đang đối diện trong sự bất bơ, trong sự khó khăn, tất cả những gì nó chỉ là tạm thôi. Ồ, và quý vị ơi, quý vị đang là những con người đầu tư cũng rất rất khôn ngoan. Nên có ai đang nghi ngờ về Chúa thì hãy dục cái cục nghi ngờ ngu dại đi. Ngu lắm. Đừng nghi ngờ gì cả, chúng ta đang đi đúng hướng rồi. Đang là những con người tuyệt vời và rất khôn ngoan trên đất này. Amen không? Amen không? Amen không? Đó là những gì mà Chúa bày tỏ và ban cho chúng ta. Cảm ơn Chúa, đúng không? Vì cớ chúng ta đang đầu tư rất là ít. Thật ra ít lắm. Những công việc mà chúng ta đang làm cho Chúa chẳng qua đã thuộc về Chúa rồi. Tiền tài chính chúng ta dâng tử nhiều không có đâu. Cái đó là Chúa cho chúng ta 10 phần, mình dâng là có phần mà đâu nhiều. Chúa giao mình quản lý, Chúa thử coi quản lý có tốt hay không. Chúa đòi hỏi chúng ta dâng một phần thôi. Không có gì nhiều hết trơn, vậy mà còn tính toán so le so đe để lên cân. Tội nghiệp quá. Sao dại dột thế? Có gì đâu, đúng không ạ? Tất cả mọi điều đó nó chỉ là rất là hư không. Tất cả những gì mà chúng ta có rất là hư không. Nên hãy đầu tư cái gì mà cảm ơn. Đó là lý do mà Chúa nói chúng ta rồi. Hãy đầu tư những đàn là nơi không có tem rét, không có sô mối, không có mở cửa sổ ra là sợ tối ngủ anh chờ có lưng gieo vô lấy đồ không. Trong nơi mà Chúa sai quý vị, đó là những cánh đồng
đó là những công ty, đó là những xí nghiệp, đó là những trường học, đó là những bất cứ môi trường nào Chúa sai và sử dụng nơi đó làm cái nơi tòa giảng công bố phúc âm và biến nơi đó là hội thánh của Đức Chúa Trời. Amen không? Nếu mà Chúa kêu gọi thêm nữa thì quý vị mới đi giống như tôi. Amen không? Thế nếu mà Chúa chưa kêu gọi thì hoàn toàn 100% thì khoan đã. Phải có sự kêu gọi đặc biệt. Đó mà. Amen không? Và nếu mà chưa được kêu gọi thì bất cứ cái nơi nào quý vị có mặt, hãy biến nơi đó trở nên sự sống của Chúa. Đó mà. Tại vì sao? Chúa đang đầu tư đấy. Đáng khi tôi vì Chúa đã đầu tư vào trong nước Chúa đó. Quý vị muốn đầu tư không? Muốn đầu tư nhiều không? Nhà của mình thiên đàng nó bao nhiêu? Còn nhỏ nhỏ bé bé giống như cái nhà chó chui chui. À, có nhiều người hỏi câu chuyện lạy Chúa con lên thiên đàng ở cái nhà bé bé giống nhà chó. Tôi nói tại sao vô thiên đàng mà đi ở nhà chó? Ý là con làm việc rất quá đó. Tôi nói tại sao vô thiên đàng mà ở nhà chó? Tại Chúa nó không có là chó cho đó mà. Hãy suy nghĩ những điều lớn hơn. Amen không? À, vì Chúa đã dành sẵn cho chúng ta điều đó ở trong ân điển. Amen không ạ? Cảm ơn Chúa. Và chúng ta ước nhận được những điều lớn lao của Ngài trên hết thảy mọi chúng ta. Ở đây có ai thích ở cái nhà bé bé trên thiên đàng không? Nên thật ra là cái chỗ này á, thì người Công giáo học về thích đây quý vị. Ở đây ai là người gốc Công giáo từ xưa? Gốc Công giáo từ xưa. Tôi là 7 năm ở trong trường dòng Công giáo mà. Ok, gốc Công giáo. Người Công giáo họ tin rằng ở trong câu tôi nhất đoạn 3 đoạn 4 á, khi mà Chúa nói là cứu dường như qua lửa là như vậy. Có nghĩa là nếu mà một người mà không có được làm mà bị Chúa đó, thì cứu như qua lửa là sao cũng vậy cháy hết. Rồi qua đó là giống như là nhầm nhầm vậy á. Người ta mặc đồ đẹp, đồ đầy rồi còn mình nhầm nhầm quá thì là giống như vừa qua lửa không có gì hết á. Nhầm không được cho tiếng đàn mà tay trắng không có gì hết trơn á. Thì bởi vậy tôi nói tiếng đàn đâu có nhầm nhầm. Chúng ta sẽ học thiên đàng có gì vậy đó. Chúng ta sẽ học biết điều đó. Amen không ạ? Và đó là một cái nơi mà tuyệt vời mà Chúa ban cho chúng ta. Cảm ơn Chúa. Ở trong Phi-rơ nhất đoạn 4, Phi-rơ nhất đoạn 1 câu 4, Chúa nói là cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn. Để gì? Để dành trong các đường trời cho mục sư. Cho đêm, hallelujah. Tôi với em giống nhau rồi, hallelujah. Cho tất cả chúng ta, cho đêm. Cảm ơn Chúa. Hãy vỗ tay cảm ơn Chúa rồi đó. Amen không? Amen không? Dành cho tất cả anh em. Amen không ạ? Là một cái nơi tuyệt vời. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Cảm ơn Chúa không? Cảm ơn Chúa đó. Chúa là đấng ban và dành tặng hết thảy mọi chúng ta. Và dĩ nhiên những người học vì Chúa có những cái mão mà chúng ta không có học cái mão nên không biết học vì Chúa trong từng cách có mão triều tiên, mão những người tranh bày và vân vân những cái mão của mình riêng. Giống như phần thưởng đặc biệt ở trong thiên đàng riêng đó. Tuy nhiên, đây, thiên đàng là dành sẵn hết thảy chúng ta. Amen không? Amen không? Amen. Đó là điều diệu kỳ. Cảm ơn Chúa. Một ngày nọ đó khi tôi đến với một con người, mục sư Hà Kha. Quý vị bây giờ có nghe tiếng mục sư Hà Kha chưa? Bây giờ về với Chúa rồi. Khi mà tôi có gặp trực tiếp ông có một câu chuyện rất là lạ luôn. Một ngày nọ đó khi ông với lại vợ đi thồ một cái lúa gạo từ ở trong rẫy đi về nhà,
Và cái thời điểm tôi hội Chúa ở trên ông là vào năm 1992-93 gì đó, đại khái này. Thì cái thời điểm đó ông vẫn còn sử dụng cái xe bò, cái bắt của xe bò, và cái bánh nó bằng gỗ luôn á. Bây giờ cái đó nó quý lắm, bây giờ ít ai dùng cái bánh bằng gỗ đó. Tất cả nó bằng gỗ hết, rồi nó có cái giống như ách nó để lên con bò, con trâu kéo đi, con ngựa. À, miền Bắc gọi là cái gì? Khi mà cái xe đó nó bị lún vào trong cái lầy đó, thì vợ ổng thì còn ngồi ở trên với lại những cái đó. Ổng nói là em cứ ngồi đi, anh nhảy xuống. Thì ổng nhảy xuống ảnh, ổng tại cái xe bò nó có căng lớn, ổng bẻ, ổng đẩy đó, ổng đẩy cái bông lên, nó bật cái bánh lên. Và khi ổng gật một cái là cái ở dưới nó xuống cái càng luôn, cái bánh nó đè lên ông, cả cái xe nó đè lên ông luôn. Thì cái nó đè lên cái đầu ông, cái đầu gần như vỡ ra, mắt cái căng ông à. Ông chết, dĩ nhiên là đưa đi bệnh viện lên, chết lâu rồi. Đem về điều tra, người ta thấy người rửa con mắt của ông, người ta nhét vào vô lại, tại vì gì mà không có mắt thì kỳ quá. Thì người ta nhét. Và đang khi ông nằm mà ở trên bắt đầu thánh đã tẩm điện rồi để cho mọi người con cái tập trung xung quanh. Qua ngày thứ hai rồi, đang khi người ta đang hát lời ơn Chúa, ông ngồi. Sống của chim con. Nó là một nơi
mà nó không bị nhiễm của tất cả mọi điều ác. Tại vì tất cả mọi cái điều ác nó không có cửa ở tại thiên đàng. Amen không ạ? À? À, ở trong Ephesos đoạn 5 câu 5 Kinh Thánh ghi rằng: vì anh em phải biết rõ rằng kẻ gian dâm. Ôi tham lam, tức là hơn tự, không kẻ nào được dự phần kế nghiệp ở nước Đấng Christ và nước Chúa. Thiên đàng không dành sẵn cho những điều đó. Nên đó là lý do mà tại đây chúng ta nhìn thấy được rằng thiên đàng là một cái nơi mà không có điều ác. Anh nghe không? Alleluia không? Ồ, rất là tuyệt vời. Rất là tuyệt vời. Và chúng ta nhìn thấy sách Khải Huyền mô tả Jerusalem mới ra từ thiên đàng là một nơi không có à, không có gì. Ở đây chúng ta thấy là bao nhiêu không? Năm không. Năm không là gì? Không có ban đêm. Ồ, không có ban đêm. Tại sao không có ban đêm? Tại sao? Tại sao? À, chúng ta mở lời Chúa ở trong Khải Huyền đoạn 22 câu 5, chúng ta sẽ nhìn thấy điều đó. Khải Huyền đoạn 22 câu số 5. Khải Huyền đoạn 22 câu số 5. Đúng rồi. Rồi chúng ta đọc chung với nhau Khải Huyền đoạn 22. À, câu 4 câu 5 đi, chúng ta đọc câu 4 câu 5. Rồi xin mời. Chúng sẽ được thấy mặt Chúa và danh Chúa ở trên trán mình. Đêm không còn nữa. Chúng sẽ không cần đến ánh sáng đen hay là ánh sáng mặt trời, vì Chúa là Đức Chúa Trời sẽ soi sáng cho và chúng sẽ trị vì. Ánh sáng nó sẽ chiếu mãi trên mọi chúng ta. Amen không ạ? À, không cần đen. Ôi cảm ơn Chúa. Không lo sợ giá điện nó tăng cao hay là xuống thấp. Không lo gì cả, giá điện nó bao nhiêu kệ nó. À, tại mình đâu có xài điện đâu. Amen không? À, ánh sáng của Chúa đến chúng ta. Và ánh sáng này ánh sáng của Chúa chứ không phải ánh sáng mặt trời. Ánh sáng mặt trời nó làm mình chắc không? Tôi thấy bây giờ ra đường tôi không phân biệt được mấy cô đó. Nhiều khi tôi đi hội thánh mấy cô nữa. Ôi chào mục sư, tôi nhìn cô nào cũng giống cô nào, bị kính mít lòi hai mắt ra cho từ trên xuống dưới tay chân bị kính mít, tôi đâu biết ai đó. Phải mấy cô? Hà Nội có che phủ giống vậy không? Giống Sài Gòn không? Ủa thiên đàng không cần điều đó. Ở dưới đất này chúng ta sợ nắng mặt trời, tại vì có nhiều chi cực tím nó làm cho cái da chúng ta bị hỏng, như tại thiên đàng ánh sáng đến từ đâu? Đến từ Chúa. Sự diện của Chúa là một ánh sáng dịu dàng cho chúng ta. Amen không ạ? Ồ, đó là điều lớn lao diệu kỳ mà chúng ta nhận được tại thiên đàng. Ồ, tại thiên đàng nó có cái điều không, thứ nhất là không có ban đêm. Và bóng đêm nó cũng là ý nghĩa của sự tối tăm, không ạ? Nó không có. Giống như chúng ta đi ở trong sự sáng, cũng như chính mình ngài trong sự sáng, thì chúng ta được thông công với nhau và biết kia Jesus Christ làm sạch đòi tội của chúng ta như trong nhất đồng hồn vậy đó, phải không? Nó bày tỏ rằng nó có một sự tinh khiết, nó là một sự công bình, là một sự thuần khiết của mình, của Đức Chúa Trời chúng ta. Rồi nó không có sự rủa xả, nó không còn có bất cứ một sự rủa xả nào nữa. Ở trong câu số 3, chẳng còn có sự nguyên rủa nữa, không có bất cứ một sự nguyên rủa nào nữa. Rồi không có đau đớn nữa. Ngài sẽ lau hết nước mắt khỏi mắt chúng ta. Sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc kêu ca hay là đau đớn nữa, vì những sự thứ nhất đã qua rồi. Quý vị ơi, chúng ta chỉ còn đau đớn trong thể xác này một ít thôi. Amen không? Amen không? Amen. Chúng ta chỉ còn sân si một ít trên đất này thôi. Và đến một thời điểm nào đó chúng ta ở một cái nơi mà không còn giận hờn, không còn cay đắng, không còn gì bất cứ điều gì nữa. Wow. Ồ, và xin Chúa ngài giúp đỡ chúng ta để rồi những ai thường giận hờn, những ai thường cay đắng, những ai thường tổn thương,
chúng ta còn giữ người đó thì đây không phải là nơi của chúng ta, tại chỗ chúng ta không có cái đó. Mà nếu chúng ta cũng có cái đó thì nó không phù hợp với chúng ta. Mỗi nơi nó có một cái tiêu chuẩn chứ, phải không? Đúng không ạ? Thiên đàng nó có tiêu chuẩn của thiên đàng. Nên nếu mà chúng ta còn giữ điều đó thì chắc chắn là không có cửa. Có nơi chúng ta gặp ở đâu? Amen không ạ? Chúng ta muốn giữ điều đó hay là giữ sự sáng của thiên đàng? Muốn điều gì? Muốn điều gì? Muốn điều gì? Chúng ta cầu nguyện để điều đó không đến chúng ta. Amen không? Và nếu ai lỡ đương cơn giận thì chớ căm giận với khi mà đừng để quỷ Satan nhân dịp. Amen không ạ? Dĩ nhiên là quý vị sinh ra là con người đâu phải là cục sắt, cục đá, cục gỗ đâu mà không biết giận hơn. Nói vậy chúng ta là thiên sứ cả rồi, phải không ạ? Dĩ nhiên nó cái tâm tính mình, khi mà ai làm mình cũng có cái buồn vui, phải không ạ? Đúng không? Mình là con người bình thường. Nhưng mà đừng có giữ mãi điều đó. Thiên đàng cũng là một nơi mà nó không có bất cứ một cái tội lỗi nào hết. Nên thành ra là chúng ta đừng bao giờ giữ ghi mài ở trong tội lỗi. Chúng ta đã học bài sự cám dỗ rồi. Đó. Đó. Cái người mà chịu cám dỗ và đang khi ăn năn, Chúa vẫn thương xót, Chúa vẫn cứu. Nhưng mà nếu mà chúng ta ghi mài trong điều đó thì trong Hebrew đoạn 6 và Hebrew đoạn 10 thì không có huyết nào mà rửa sạch điều đó đâu. Chúng ta biết Chúa cáo trách và vẫn ghi mài thì không có cửa tại thiên đàng. Thiên đàng nó không có chứa chấp những con người mà dày đạp con, viết con cứ trời lòng thứ hai đâu. Amen không? Hãy rất cẩn trọng trong điều này, rất cẩn trọng trong điều này đó mà. Ồ, không có sự kêu la sầu muộn, cũng không có sự chết ở tại đây là năm con. Amen không? Amen không? Ồ, cảm ơn Chúa, đây là cái nơi thiên đàng có. Và chúng ta nhìn thấy điều cuối cùng, đó là cái sự liên hệ giữa chúng ta và thiên đàng. Đó là thứ nhất là chúng ta thuộc về nơi đó. Chúng ta thuộc về thiên đàng. Ồ, ở trong Hebrew đoạn 2:12 câu 22:23 nó ghi rằng: như em đã đến gần. Đến gần gì? Jerusalem trên trời, thành của Đức Chúa Trời hằng sống, gần muôn vàn thiên sứ nhóm lại, gần hội thánh của những con chữ được ghi tên trong các từng trời. Chúng ta đang ở gần với các con trưởng ở các nơi trên trời. Chúng ta đang gần với Jerusalem. Chúng ta đang gần với những thánh Phêrô, Phaolô. Chúng ta đang gần với những con người thánh. Amen không? Nên hãy giữ điều đó. Đang gần. Và tại đây chúng ta ao ước rằng sự sống của Chúa ảnh hưởng để chúng ta giữ lấy cái điều phước hạnh mà Chúa đã dành sẵn cho chúng ta ở trong Phêrô. Xin lỗi, ở trong Philip. Philip đoạn 3. Philip đoạn 3 câu 20, Kinh Thánh ghi rằng: nhưng chúng ta là, nhưng chúng ta là công dân trên trời. Nhưng chúng ta là gì? Công dân trên trời. Ấy là từ nơi đó mà chúng ta trông đợi cứu Chúa của mình là Đức Chúa Giêsu Christ. Quý vị là ai? Là công dân ở trên trời. Quý vị đã có tên ở trên nước của Chúa rồi. Amen không? Hãy nói với người cạnh rằng bạn là công dân thiên quốc. Amen không? À, quý vị có cái passport ở trên đó, không có đóng mọc của bất cứ một quốc gia nào kể cả Mỹ. Mà cái mọc trên đó chính là thiên quốc thiên đàng. Wow. Thì đó có nghĩa gì? Đó là điều mà bất cứ quyền có tâm không có nào đụng nó mới bị được đâu. Ví dụ những cái người mà đến là những quốc tịch mà những đất nước giàu như Mỹ, như Anh, như Pháp, họ đến tại Việt Nam. Wow. Nhà nước Việt Nam mình có trách nhiệm bảo vệ họ. Có vấn đề gì mà họ chết trên đất này cái sợ lắm à. Phải không ạ? Đơn giản, họ đến từ những quốc gia nó có cái kinh tế nó cao hơn rất nhiều so với Việt Nam. Họ đến từ những quốc gia có cái kinh tế lớn hơn rất nhiều so với Việt Nam. Đó là lý do người ta đặt sợ.
bảo vệ những người đó là ngại lắm á. Đụng ai với đụng mấy người đó là ngại lắm. Giống như là hồi xưa mà Phaolô là có quốc dân Roma vậy đó. Ê, ngon lành lắm. Nhưng mà chúng ta đang có gì? Quốc dân gì? Đó là lý do không có gì để đụng đến quý vị được đâu. Amen không? Amen không? Cảm ơn Chúa. Và chúng ta nhìn thấy được rằng chúng ta được ngồi trong ngai ở các nơi trên trời. Điều đó được Kinh Thánh chép ở Ê-phê-sô. Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Đức Chúa Jesus Christ. Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Đức Chúa Jesus Christ. Thiên đàng là cái nơi mà chúng ta sẽ ở, nhưng mà trên đất này chúng ta kinh nghiệm sự đồng ngồi trong các nơi trên trời. Cái vị trí, cái thẩm quyền của chúng ta là các nơi trên trời. Đó là lý do mà đã khi chúng ta cầu nguyện, cầu nguyện nó không phải là một hình thức, cầu nguyện không phải là một nghi lễ của một tôn giáo, cầu nguyện không phải là phan sinh, mà cầu nguyện là đồng ngồi với các nơi trên trời để thực hiện cái quyền cai trị đó trên tất cả mọi người. Cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ, căn bệnh này mới được làm, để chúng ta đang đứng ở trên thẩm quyền của các nơi trên trời để công bố sự chữa lành. Chúng ta hiểu ý không ạ? Đó là lý do mà tại sao mà vì Kinh Thánh ghi rằng trước khi chúng ta cầu nguyện, Chúa đã biết rồi. Lời chưa ở trên lưỡi ngươi, trên môi ngươi, kìa Đức Giê-hô-va Ngài đã biết chọn hết rồi. Ngài biết rồi cầu nguyện chứ. Phải không? Phải không? Ngài biết rồi cầu nguyện chứ. Tại sao mình phải cầu nguyện? Nên khi mà chúng ta cầu nguyện đó là chúng ta đang thi hành cái thẩm quyền ở trên cái điều mà chúng ta ao ước có. Amen không ạ? Cái nơi đó là ở đâu? Ở đâu? Các nơi trên trời. Đó là lý do mà tại sao Chúa nói chúng ta dày đặc quyền tối tăm ở dưới trời. Cái vị trí chúng ta là các nơi trên trời. Ta dày đặc quyền của Satan dưới trời chúng ta ở trong Luca đoạn 19 câu 20 đó. Là dày đặc rắn bò cạp và bội bọc dưới trơn không gì làm hại các ngươi được. Amen không? Amen không? Ở Roma đoạn 15 câu 20 Kinh Thánh ghi rằng Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ kiếp dày đặc quỷ Satan ở đâu? Dưới chân là ở đâu? Ở bên dưới. Chúng ta có một thẩm quyền mà Chúa ban cho chúng ta. Amen không? Và tại đây chúng ta có mối liên hệ với thiên đàng, đó là nguồn sự sống của chúng ta ở đây đó. Cái nguồn sự sống của chúng ta đây đó. Ở trong Ê-phê-sô đoạn 1 câu 3 Kinh Thánh ghi rằng ngợi khen Đức Chúa Trời Cha Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước ở chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiên liêng ở các nơi trên trời. Cái nguồn sự sống ảnh hưởng quyền năng của Chúa ở trên những người bước đi ở trong ân điển của Ngài. Quý vị ơi, tên chúng ta được ghi ở đó. Tên chúng ta được ghi ở đó. Nếu quý vị không có tên ở trên đất này, nhiều người nói, ồ một xưa ơi, chính quyền nó không chịu làm chứng minh nhân dân cho con. Không sao, chúng ta có tên ở đó. Đó là lý do mà tại sao ở trong Luca đoạn 10 khi mà họ các sứ đồ của Chúa đuổi quỷ được rồi, họ mừng lắm, họ quay về. Thì Chúa nói họ gì? Đừng mừng vì quỷ phục các ngươi, nhưng hãy mừng vì các ngươi ghi ở trên thiên đàng. Tại sao ghi tên thiên đàng lại quý mừng? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Vì người đó là công dân, là thâm sai, là đại sứ của nước trời. Ma quỷ nó sợ chúng ta không phải vì chúng ta hầu việc Chúa bao lâu. Ma quỷ nó sợ chúng ta không phải là chúng ta nặng bao nhiêu. Ma quỷ nó sợ chúng ta không phải là tóc chúng ta dài hay ngắn. Ma quỷ sợ chúng ta không phải là đầu chúng ta có bạc hay là đen. Ma quỷ nó sợ chúng ta vì tên chúng ta được ghi ở trên thiên đàng. Và đang khi chúng ta cầu nguyện đuổi quỷ thì ma quỷ nó sợ điều đó. Giống như là chuẩn bị Việt Nam chuẩn bị đón rước nguyên thủ Obama đến tại Việt Nam đó. Rất là nhiều con người đó từ bên kia họ sẽ qua đây với 3 triệu cơ, khoảng trên dưới 1.000 người. Ồ, họ đi một cách ào ạt rầm rầm như vậy. Họ là những con người
được bảo vệ vì lý do đơn giản, họ ở một quốc gia tiên tiến hàng đầu thế giới. Toàn bộ Liên Hợp Quốc, Quỹ Tiền tệ Thế giới, tất cả đều nằm ở tỉnh Mỹ. Nó gần như chi phối gần như là toàn thế giới. Đó. Và chúng ta nhìn thấy được rằng chúng ta đang ở một quốc gia còn cao hơn nhiều so với nước Mỹ, quý vị. Thằng này không? Nước Mỹ không là gì hết. Nó cũng sẽ bị tiêu diệt, nó sẽ biến đi như đất này. Chúng ta ở một cái vương quốc cao hơn kẻ cao. Amen không ạ? Và đó là lý do hãy vui mừng vì tên chúng ta được ghi ở tại Thiên. Chúa trân trọng điều đó. Amen không? Và chúng ta thấy điều thứ năm, đó là đấng sống ở nơi đó đã gửi chúng ta đến trần gian. Chúa ngày gửi chúng ta đến trần gian này không phải tự nhiên chúng ta đến, nhưng mà làm gì? Chúa sai cho đến, Chúa gửi chúng ta đến. Lời Chúa ở trong Giăng đoạn 17 câu 16: họ không thuộc về thế gian, cũng như con không thuộc về thế gian. Như cha đã sai con trong thế gian, thì họ cũng được sai họ đến ở trong thế gian này. Amen không? Cảm ơn Chúa. Cô tôi thấy gì? Đoạn 5 câu 20 Kinh Thánh nói điều gì? Vậy chúng ta là chức không sai, không sai, chúng ta không sai, không sai của cái tiếng miền Trung khi xưa ngày hôm nay được dịch ra nhiều bản dịch khác nhau, đó là gì? Đại sứ, đó là khâm sứ, đó là sứ giả, đó là người đại diện cho một quốc gia. Không sai, không sai của ai? Không sai của Đấng Christ, cũng như không sai của Đấng Christ cũng như. Ôi như vậy tại đây chúng ta nhìn thấy được rằng chúng ta là những đại sứ, những đại sứ được đón tiếp rất long trọng. Amen không? Đó là Đức Chúa Trời ngày gửi chúng ta đến. Amen không ạ? Hỡi các đại sứ, quý vị đang khi đối diện với bất cứ một trở lực nào thì hãy đứng trong tư cách của một đại sứ. Amen không? Amen. Đại sứ đừng bao giờ xê xa địa phương mà nó đến mà rung cầm cập rồi mấy đại sứ. Đại sứ mà đi rung xê xa địa phương đó. Tỉnh thần rồi mình đâu có gì đâu, mình ngại. Đại sứ gì kỳ lạ vậy? Mình đại diện cho ai? Vua chứ vua, vua chúa các chúa. Vua chứ vua, vua chúa chúa gì mà vô là người ta. Nước no nữa luôn đó, tùm lum hết trơn. Hỡi các đại sứ Đức Chúa Trời, hãy luôn luôn nhớ mình là ai. Amen không? Amen không? Amen không? Trong tư cách, trong đời sống của mình, vì đơn giản mình là đại sứ của Chúa. Amen không? Mình đừng ngu dại phạm tội. Mình là đại sứ của Chúa, mình làm hổ nhục cho cha của mình lắm. Ông đại sứ khi mà ông ở nước ông làm thế nào là như hôm qua Việt Nam, ông tư cách đại sứ, ông đâu thể nào đi ăn bừa ăn ẩm được, phải không? Ông đại sứ mà cái đó phải lúc nào ông mắt quần tà lỏ nó đi ra ông thăm viếng hàng đại, ông đi dạo dạo bờ tây. Ông đại sứ, ông dân quèn, ông dân bình thường, ông làm được không sao hết, nhưng mà ông là đại sứ, cho tư cách của đại sứ nó khác. Amen không? Amen không? Ý là mình chuẩn mực á, chứ không phải là tôi lên án cái chuyện mà mặc quần ngắn quần dài không. Tôi ở bên em ở trên lầu cao tôi cũng y chang nên em thói. Nhưng mà ý là cái tác phong á, lúc nào mình cũng biết rằng mình là đại sứ của Chúa ở bất cứ một cái phương diện gì. Tại sao vậy? Mình đại diện Đức Chúa Trời mà. Người ta nhìn qua mình, người ta đánh giá về Đức Chúa Trời của mình là ai. Amen không ạ? Nên rất là cẩn thận ở trong lời ăn tiếng nói, ở trong đời sống của chúng ta. Và chúng ta nhìn thấy rằng mắt của chúng ta luôn luôn chăm xem vào thiên đàng, đó là vì sự hoàn hảo nhẹ và tàn của chúng ta sanh chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời vô cùng thanh niên. Bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng mà chăm sự không thấy được là đời đời không cùng. Chúng ta chăm ở những đời việc đời đời. Nên tôi nói với vậy là đây là những con người đầu tư khôn ngoan nhất. Amen không? Amen, amen không? Amen. Có muốn tiếp tục đầu tư không hay muốn rút vốn?
đầu tư của mẹ như thế giới. Ở trong Hebrew đoạn 11 câu 9 kinh thánh ghi thế này: vì người chờ đợi một thành có nền vững chắc mà Đức Chúa Trời đã xây cất và sáng lập. Đức Chúa Trời đã xây cất và sáng lập. Wow! Là cái nơi mà Đức Chúa Trời ngài thiết định cho chúng ta một cách diệu kỳ ở trong điện của Chúa. Và cơ nghiệp của chúng ta ở tại Điền Quốc. Ở trong Phi Thơ Nhất đoạn 1 câu 3, câu 4: ngài lấy lòng thương xót có thể khiến chúng ta lại sanh, mà có sự hy vọng sống là cơ nghiệp không không hư đi, không ô uế, không suy tàn, để dành trên các tầng trời cho mấy ông mục sư lãnh đạo mà thôi. Không phân biệt gì cả. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Amen đúng không? Ồ, cho tất cả mọi chúng ta một cơ nghiệp không hư đi, không hôi hết, không thật đại. Hãy nói rằng bạn là một người giàu nhất trên thế giới này. Ta nói các ngươi là ta đi sắm sẵn một chỗ, khi ta đi sẵn rồi ta trở lại
xin đi với ta, hầu cho ta điều các con hàng cùng rồi. Nói việc hầu cho ta ở đâu, các ngươi ở đó là tôi thấy giá trị rồi. Chưa kể việc mà chúng ta có một cái cơ ngơi, có một cái nhà. Nói việc chỉ ở trong sự hiện diện của Chúa là quá đã. Amen đúng không ạ? Amen đúng không ạ? Xa. Ở Phi Châu đang kia ông chuyên cơ của ông sẵn xuống ở tại San Francisco, nước Mỹ. Rất đông người đó. Nhìn qua bên cửa sổ máy bay, ông cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa vì đang kia con học Chúa lâu năm như vậy, ở một nơi xa Phi Châu, cực khổ như vậy. Nhiều người biết đến con, nhớ đến con trong sự cầu nguyện. Và không những cầu nguyện mà họ ra phi trường hoạt động, con cảm ơn. Và sau khi cảm ơn Chúa xong, ông mở mắt nhìn ra cái sổ, thấy ông đi đâu chứ. Nó bỏ tôi đi. Ủa tại sao vậy? Nó nói hồi nãy họ đón ca sĩ, có một ca sĩ đang đi chung chuyến với mình, đi chung chuyến máy bay. Họ đón ca sĩ đó ra sân bay trước rồi, chờ ca sĩ đi mình mới được xuống. Ôi Chúa ơi, ca sĩ nó đứng nó hát mấy bài mà ta đứng thu đông vậy, ta đón đông vậy, con hồi Chúa bao nhiêu năm mà tại sao con về quê hương của con mà ta không đón Chúa ơi? Tại sao hỏng tiêu vậy? Ngay lúc đó Chúa nói rằng, hỡi con trai của ta, con chưa về nhà. Nước Mỹ không phải là nhà của con. Khi con về nhà, con buông, thì bên thiên sứ sẽ đón con nóng chồng. Phước hạnh